Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng trưởng ban tiểu ban nhân sự Đại hội 13, sau khi thay thế 12 tướng tá cao cấp trong Bộ Quốc phòng, Nguyễn Phú Trọng chuyển lò tôn vào quảng ngãi đốt hai ông bí thư và chủ tịch Quảng Ngãi đang bị xem xét kỷ luật và chuẩn bị đưa vào lò. Nguyễn Phú Trọng trưởng ban tiểu ban nhân sự Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng để những người đó không đủ tiêu chuẩn và vào cương vị lãnh đạo là tai họa cho đảng, tạo điều kiện cho họ càng hại nước hại dân nhiều hơn. Theo ông Nguyễn Phú Trọng thì nhân sự bộ chính trị, ban bí thư và nhân sự lãnh đạo chủ chốt cần làm sau khi làm nhân sự ban chấp hành trung ương. Ông cảnh báo chống các biểu hiện tham nhũng là yếu tố hàng đầu của ông Nguyễn Phú Trọng quay trở lại vấn đề cơ cấu nhân sự ông Nguyễn Phú Trọng hết sức đề cao cảnh giác khi lựa chọn phe của mình nằm giữa các vị trí cấp cao sư đoàn trở lên được biết trong nhiều năm gần đây vấn đề liên quan đến quân sự thực sự việc đạo chính là yếu tố khiến triệu Nguyễn Phú Trọng luôn ai nấy và luôn lo lắng ăn không ngon ngủ không yên là sự hàng đầu và những lo ngại này có thể dẫn đến sự lật đổ chế độ của ông và kêu gọi sự trung thành tuyệt đối của phía quân đội dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc điều chuyển 12 nhân sự cao cấp của Bộ Quốc phòng trong Bộ Tổng Tham mưu nằm trong dự tính của Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị cho thêm Đại hội 13 không bị xáo trộn hay có bất cứ những yếu tố rủi ro nào hết được biết trong những năm gần đây quân đội liên tục tiến hành cải tổ để thành trừng hàng loạt các phe nhóm được cài cắm từ phía đời thủ tướng cũ trước đây đó là ông nguyễn tân dũng và chắc chắn việc lựa chọn và thay thế các nhân sự cao cấp trong ngành quân đội sẽ dẫn đến một hệ quả tất yếu đó là ông nguyễn phú trọng cài cắm được nhân sự người của ông vào thao túng chính trường và thao túng quân đội để một ngày nào đó nếu như ông có hạ cánh an toàn thì chính những lực lượng này sẽ là những kẻ bảo vệ ông trước những sự thành trừng của phe phái mới và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt là ngay trước thềm đại hội 13 đang tới gần, liệu rằng những nhân sự tham gia đảm nhiệm công tác nêu trên có phải là người cùng phe với Nguyễn Phú Trọng và ra sức trung thành với thiên triều hay không? Sau khi thay thế 12 tướng tá cao cấp trong Bộ Quốc phòng, Nguyễn Phú Trọng chuyển lò tôn vào Quảng Ngãi đốt hai ông Bí Thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, đang bị xem xét kỷ luật và chuẩn bị vào lò. Theo thông tin mới nhất từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Bí Thư tỉnh ủy Quảng Ngãi là ông Lê Viết Chữ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Ngọc Căng có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đai tài chính, công tác cán bộ trong hai ngày 27 và 28 tháng 4 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 44. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo đối với Lê Viết Chữ, Bí thư tỉnh ủy và ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy hai ông Lê Viết Chữ và Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật. Dư luận đang đặt câu hỏi tại sao hai ông Lê Viết Chữ và Trần Ngọc Căng bỗng nhiên lại bị xem xét kỷ luật đến như vậy. Đâu là cơ nguồn dẫn tới sự việc tày trời này ở Quảng Ngãi? Như chúng ta đã biết, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã lợi dụng việc chỉnh trang đô thị dẫn đến việc thu hồi đất một cách không dùng ai, không theo hệ thống pháp luật nào và tác oai tác quái lộng quyền tự làm theo ý chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Trần Ngọc Căng. Mới đây, Kiểm toán Nhà nước cũng đã đề nghị kỷ luật ông Căng với hình thức kiểm điểm về những sai phạm trên Nói về Quảng Ngãi thì ông Căng chưa phải là chúa tể rừng xanh nơi xứ Quảng này. Người đứng chỉ đạo toàn diện triệt để chính là ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Quảng Ngãi. Ông Lê Viết Chữ mới là lãnh chúa, chỉ đạo cấp dưới thực hiện những phi vụ cướp đất cho doanh nghiệp sân sau và phân lô bán nền. Hồi đầu năm 2018 khi tập đoàn FLC có nguồn vốn đầu tư từ Trung Cộng đã bắt đầu xâm chiếm Quảng Ngãi bằng một dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu, Lý Sơn với quy mô lên đến 4.018 hecta. Khi đó, Bí Thư Lê viết chữ quyết tâm đón nhận cho bằng được dự án này bởi dự án sẽ mang về cho ông khoản lại quả cách xù từ Trịnh Văn Quyết. Vì vậy, một mặt Bí thư chữ thường xuyên phát văn bản hỏa tốc, chỉ đạo các sở ngành cần phải họp khẩn cấp với thường trực tỉnh, ủy để bí thư trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Mặt khác, truyền hình địa phương được phát liên tục hình ảnh của bí thư tỉnh ủy trực tiếp gặp dân vừa tuyên truyền vừa dân đe sẽ cưỡng chế mạnh người dân vùng dự án. Văn bản hỏa tốc cả hệ thống chính trị thực hiện khẩn trương táo bạo như thời chiến. Bí thư chữ giống vị bạo tướng đoàn quyền ở chiến trường, tiền trạm hậu tấu, bởi có người chống lưng. Hẳn nhiên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ sở ngành chuyên môn chỉ là công cụ làm theo mệnh lệnh và được chia phần lợi ích. Điều đáng quan tâm là dự án FLC di rời cả đồn biên phòng trồng lấn lên công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn Nhà cầm quyền Quảng Ngãi bất chấp các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu, môi trường và để thành chuyện đã rồi. Đã vậy, ông Chữ lại chỉ đạo chính quyền tỉnh Quảng Ngãi tạm ứng vốn giải phóng mặt bằng để bảo đảm cho FLC khởi công xây dựng dự án vào ngày 19 tháng 5 năm 2018. Với thời gian chuẩn bị đầu tư chưa đầy 3 tháng cho một dự án quy mô như vậy, thì đây là lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam, bởi lẽ chưa có tiền lệ bao giờ. Tuy nhiên, vụ việc sau đó đã bị dư luận phản đối quá mạnh mẽ bởi cố bắt tay của hai ông trùm giữa Trịnh Văn Quyết và Lê Viết Chữ đã phải dừng lại. Những thủ đoạn cướp đất của nhóm lợi ích Lê Viết Chữ thường xuyên cho đàn em khảo sát những vùng lõi, trung tâm thành phố, chọn những khu đất vàng, phân khu nhỏ ra dưới 10 hectare cho quy hoạch thành dự án chỉnh trang đô thị rồi giao cho công ty sân sau thực hiện. Lúc này buộc cả hệ thống chính quyền từ phường đến tỉnh cùng vào cuộc cướp bằng mọi giá để phục vụ cho nhóm lợi ích. Để đối phó với người dân, chính quyền cho rằng dự án có chữ chỉnh trang đô thị nên thu hồi đất theo điều 62.3.b Luật Đất đai thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Đối với dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, chỉnh trang đô thị và đền bù theo giá của nhà nước theo điều 69. Đồng thời để thu hồi đất theo điều 62 thì dự án phải được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Đơn cử đó là dự án khu dân cư 4B3 kết hợp chỉnh trang đô thị thành Quảng Ngãi. Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ là một nhóm khoảng 5 đến 7 người phải chấp hành sự chỉ đạo của bí thư và đương nhiên cũng hưởng lợi nhiều từ các dự án nên cho thu hồi đất của dân giao cho nhà đầu tư và bán ra với giá cao hơn gấp gần 50 lần. Với rất nhiều thủ đoạn và thủ thuật bí thư chữ chỉ đạo chính quyền Quảng Ngãi cướp đất của dân, quan chức làm đàn em của trung thành của chữ cũng có phần. Ít nhất là một trong những suất đất được mua lại của chủ đầu tư theo giá của nhà nước sau đó bán lại kiếm chênh lệch lên đến vài trăm triệu đồng mỗi lô đất. Ngoài ra Lê viết chữ từ khi làm chủ tịch đến bí thư tỉnh theo số liệu báo cáo giám sát của ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 đến 2017 có 32 trên 48 dự án Năm 2018, có 27 trên 27 dự án được chính quyền tỉnh này quyết định chủ trương đầu tư nằm ngoài chương trình phát triển nhà ở được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Mỗi dự án là cảnh hàng trăm gia đình bị cướp đất, mất đi những quyền cơ bản của con người, quyền sống, quyền có chỗ ở, quyền có việc làm. Dưới thời trị vì của lãnh chúa Lê Viết Chữ ở thành phố Quảng Ngãi, cứ ra đường gặp dân oan, tiếng kêu than ai oán ngút trời. Nhưng không thể thấu tới trung ương thậm chí đã có người dân phải chọn cái chết bằng cách tự thiêu vì bị cướp đất trắng trợn đó là oán án oan ở đức phổ đứng sau ủy ban nhân dân tỉnh bí thư chữ đã chỉ đạo cướp hai xào đất đến nỗi người dân uất ức quá đã tự thiêu cũng tại đức phổ chữ đã làm ngơ xem khi cho em út là chủ tịch căng và đồng bọn kiếm chác các dự án khủng bằng cách cấp phép cho xây dựng nhà máy xử lý rác thải sao huynh nhưng không tuân thủ quy định khi dự án triển khai người dân phản đối trần ngọc căng lấy quyền uy của mình để bỏ tù những người dân vô tội con đường tiến thân của chữ có dấu ấn của hai nhân vật từ trung ương điều về làm bí thư quảng ngãi những nhiệm kỳ trước Người thứ nhất là Nguyễn Hòa Bình cùng quê Nghĩa Hành với chữ Chỉ mấy năm ngắn ngủi làm quan ở quê nghèo Quảng Ngãi Cũng giúp cho ông có một tài sản cách xù để có tên trong danh sách Trần Dung quyền lực Người thứ hai là Võ Văn Thưởng từng được Trung ương điều động về làm bí thư Quảng Ngãi Để rồi có mối tình sâu đậm vụng trộm với Bùi Thị Quỳnh Vân Hiện đương là đương kim phó bí thư chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh một ả đào một tấm gương đi lên từ tạp vụ cán bộ quảng ngãi khen thưởng biết cách làm tổ chức là người trung ương điều động về địa phương thưởng dùng chiêu thức luân chuyển để quan chức trong tỉnh phải biết điều với mình trong đó có lê viết chữ lại là người rất biết điều quảng ngãi trở thành sân nhà của nguyễn hòa bình võ văn thưởng làm nơi đi về Tình đồng chí, nợ ân tình của những người Cộng sản nên giúp đỡ bảo vệ nhau là điều đương nhiên. Do đó, tất cả các vụ kiện liên quan tới lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là bí thư chữ đều được Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao trước kia, nay là tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, trực tiếp chỉ đạo địa phương giải quyết êm thắm. Người dân Quảng Ngãi bị cướp đất đai tự thiêu còn Lê viết chữ ung dung phía sau giao thầu cho doanh nghiệp sân sau để xã hội đen lộng hành. Người dân biết, nhà báo biết, nhưng báo không hề và báo lề đảng không hề và không báo nào giảm đăng. Đơn giản là vì siêu tổng biên tập, ủy ban, ủy viên bộ chính trị, trưởng ban tuyên giáo trung ương không duyệt. Đơn cử như vụ cướp đất ở phường Trần Phú của dự án 4B3 nêu trên thì chỉ duy nhất báo điện tử một thế giới đăng tải. Nhưng sau đó buộc phải ngừng lại. Thực trạng đất nước này tỉnh nào cũng có lãnh chúa cắt cứ dưới sự đỡ đầu của các vị trong triều đình. Quảng Ngãi là một tỉnh nhỏ cũng có lãnh chúa đã bảo kê băng nhóm, băng đảng tổ chức cướp bóc ức hiếp dân lành công khai và trắng trợn. Lê viết chữ và Quảng Ngãi cũng không phải là thế lực đối kháng để cho người đốt lò quan tâm tìm củi đốt, cho nên đơn thư dân oan kịch khiếu nại tố cáo gửi ra trung ương cuối cùng cũng lại chuyển quay ngược về tỉnh, tỉnh lại chuyển cho huyện, thành phố kết thúc một chu một chu trình con kiến đi kiện củ khoai. Trong số những người gửi đơn kêu cứu khắp nơi có nhiều người là đảng viên như cựu phó chủ tịch tỉnh Phạm Hoài Hải, cựu phó chủ tịch thành phố Nguyễn Hải cũng phẫn nộ trước sự bất nhân vô pháp của bằng nhóm mafia cắt cứ này. Người dân oan ức không biết kêu cứu vào đâu, dân tự thiêu cũng đã có rồi, giờ đây biết làm gì nữa. Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố việc xem xét kỷ luật lãnh chúa của Quảng Ngãi. Đây cũng là bước đệm khởi đầu để đưa chữ và căng tiến đến cửa trại giam T16 gần thêm một đoạn và đến gần với cái lò của ông Nguyễn Phú trọng hơn. Tâm nào và đức nào? Bài viết của GP Nguyễn Hữu Vinh sau một thời gian vắng bóng trên sóng truyền hình để lại nhiều lời bàn tán và dị nghị trong dân chúng rằng không rõ ông ta còn sống hay đã chết rằng trong cuộc chiến chống đại dịch nguy hiểm và quan trọng đến thế mà chủ tịch nước tổng bí thư lặn mất tâm thì thử hỏi cái ghế chủ tịch nước tổng bí thư liệu có còn cần thiết chút nào cho đất nước cho người dân hay không Mới đây ngày 24 tháng 4 năm 2020, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước đã lại ngồi lên truyền hình phát biểu trong một cuộc họp. Tại cuộc họp với nội dung là chuẩn bị công tác, chuẩn bị nhân sự đại hội 13 của Đảng và người dân Việt Nam thường gọi tắt là hội nghị chia ghế. Ông ta có một bài phát biểu làm xôn xao dư luận. Sở dĩ người ta quan tâm không phải là vì Việt Nam quá yêu mến Nguyễn Phú Trọng bởi hãy nhìn lên mạng xã hội với những sự hân hoan, những mong đợi, những hy vọng khi đó tin đồn rằng Nguyễn Phú Trọng có thể không qua khỏi những cơn bệnh tật đột quỵ thì sẽ thấy thái độ của người dân với ông ta. Cũng không phải vì người dân thiết tha quan tâm đến đảng Cộng sản mạnh hay yếu bởi những gì mà đảng ta đem lại cho dân cũng như sự bòn xương hút máu ngày ngày của tổ chức này trên cơ thể gầy mòn của nhân dân thì biết mà chỉ vì nó vẫn là một thứ gông cùm chưa thể gỡ bỏ trên đầu, trên cổ người dân nên họ phải quan tâm. Và nó cũng như sự quan tâm của tù nhân rằng sắp tới gông cùm sẽ được thay, được gia cố bằng loại sắt hay loại gỗ gì đó mà thôi. Điều đầu tiên mà người ta khẳng định với nhau đã khá nhiều lần, nay khẳng định lại rằng Nguyễn Phú Trọng dù giữ cả hai ghế được coi là quan trọng nhất ảnh hưởng đến vận mệnh tình hình đất nước thì việc giữ đảng chia ghế vẫn là điều quan trọng bậc nhất của ông ta và khai đảng của mình. Bài phát biểu vẫn là những giọng điệu suy nghĩ sáo mòn đã bao nhiêu chục năm nay, vẫn là những lời giáo huấn mông lung và những lời tự ca ngợi công lao của đảng. Tự nhận về đảng những gì gọi là thành tích, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng nhưng tuyệt nhiên không thấy nói gì đến những nguy hại, những sai lầm, thậm chí là những tội ác khủng khiếp, những hậu quả ghê gớm của chính các cán bộ, đảng và chính cái đảng mà ông ta cầm đầu đã gây ra dân dân tộc cho đất nước này. Trong bài phát biểu lần này có trích dẫn nhiều văn thơ ca dao tục ngữ nhằm biện minh cho những hành động và cái đảng của mình thời gian qua để khẳng định rằng công tác cán bộ là điều hết sức cần thiết cho sự tồn tại của Đảng của đất nước. Nguyễn Phú Trọng định nghĩa của cán bộ của Đảng như sau, đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ của Đảng Cộng sản. Có lẽ không cần nói nhiều thì lẽ ra Nguyễn Phú Trọng cũng cần nhìn nhận một vấn đề sơ đẳng nhất rằng cán bộ quan trọng thì đúng rồi. Làm người lãnh đạo, làm người đứng đầu một đất nước, một địa phương, một cơ quan thì nó quan trọng là tất yếu. Nếu không thì các nước tiến bộ nhất, văn minh nhất hàng năm cần gì những cuộc bầu cử, những cuộc vận động hay tranh luận để tìm ra những người đứng đầu cho đất nước, cho địa phương của mình. Thế nhưng, đội ngũ cán bộ của đảng có là tinh hoa hay không thì lại là các vấn đề hoàn toàn khác. Và để tìm ra chọn lọc được những cán bộ là tinh hoa thì liệu có thể tìm cách của đảng hiện nay là chia ghế, là phe nhóm, là tiêu diệt lẫn nhau nhằm chiếm ghế, cướp quyền và đoạt lợi. Đặc biệt lần này ông ta còn chỉ trích cả chuyện Kiều rằng chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tai và nêu cao khái niệm chữ đức trong công tác cán bộ của đảng. Đây là điều mà người ta bàn tán sôi nổi nhất bởi chữ tâm, chữ đức và chữ tài được ông ta nhắc đến ở đây nó có ý nghĩa như thế nào và chữ tâm, chữ đức trong những con người cộng sản ra sao lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới cả một thế kỷ qua đã đúc kết bằng kinh nghiệm của cả loài người rằng cộng sản là một sự hoang tưởng vĩ đại đã đẩy loài người vào chỗ suy đồi và tự duyệt vong và nhân loại đã có quá nhiều kinh nghiệm đau thương với nó trước khi vứt nó vào giọt rác của lịch sử Tại nhiều đất nước, nhiều dân tộc đã bị cơn bão của nó gọi là chủ nghĩa cộng sản quét qua, họ đã thấm nhuần sâu sắc những gì là nguy hại, những gì là hậu quả của nó đối với đất nước, đối với dân tộc và nhân loại để dẫn đến sự lựa chọn cuối cùng thông minh và đau đớn nhất là vứt nó vào sọt rác không luyến tiếc. Và ngay tại đất nước Việt Nam gần một thế kỷ nay, hàng chục triệu người đã bỏ mạng, dân tộc điêu linh qua những cuộc chiến tranh đẫm máu và lãnh thổ đất nước đã bị bắn đứng xã hội suy đồi đến tận đáy của xã hội và môi trường sống bị hủy hoại con người sống với nhau như cầm thú tất cả nhờ công lao bởi sự lãnh đạo tài tình của đảng ở đó thử tìm xem có được mấy người có tâm có đức trong gần một thế kỷ qua xuất phát từ cái gọi là đảng cộng sản có lẽ là việc tìm kim đáy biển bởi khi mặt thật của những nhân vật được coi là thần thánh, là mẫu gương, là vĩ đại bị lộ ra ngoài. Người ta mới ngã ngửa ra rằng họ đã phí hoài niềm tin xưa nay vào một cơ chế dối trá, vào một môi trường dối trá. Người dân Việt Nam đã chứng kiến không chỉ là các đảng viên, ủy viên trung ương mà cả ủy viên bộ chính trị, những tinh hòa của đảng đã bao năm đào tạo, rèn luyện, xây dựng với những lời hoa mỹ nhất, với những phát biểu giang dạng nhất rằng là sự nghiệp cách mạng, là chống diễn biến, là sự tự diễn biến, là nêu cao đạo đức cách mạng sáng người và nghe qua. Ai cũng nghĩ rằng họ có thể chết cho nhân dân, cho đất nước, là những người hy sinh quên mình vì dân tộc. Nhưng chỉ đến khi họ thuộc vào hàng ngũ các đồng chí bị lộ thì người dân mới thấy rõ rằng đó là những tên sâu mọt khủng khiếp, những tên cướp có vũ trang bằng cái thẻ đảng, bằng chức quyền và bằng những lời dối trá lừa bịp. Họ chỉ có một cái tài, đó là sự che đậy kỹ càng và thủ đoạn vô cùng nham hiểm, cướp bóc chẳng ghê tay, dối trá vô hạn nhưng lời nói thì đẹp đẽ vô cùng. Bởi vì làm sao mà có thể tìm ra được những người có tâm có đức trong một cái đảng lấy vật chất làm quan trọng nhất lấy bạo lực làm phương thức hành động lấy dối trá lừa lọc làm phương tiện thực hiện bởi vì chính đảng cộng sản vốn nó đã chứa chất trong đó mưu cầu của từng cá nhân khi tham gia là để tranh quyền đoạt lợi bởi chính cái đảng này tự gắn cho mình một đặc tính là cướp chính quyền để rồi đảng ta là đảng cầm quyền như hồ chí minh đã khẳng định mục đích của nó và mục đích của những người khi tham gia vào cái đảng này khi nằm ở chỗ lý tưởng cộng sản với những lời cao cả đẹp đẽ nghe sủng soảng một cách dối trá lì lợm rằng vì hạnh phúc của nhân dân vì sự nghiệp giải phóng con người nếu không có quyền có chức gắn liền với những điều kiện được tranh quyền đoạt chức và kiếm lợi một câu nói được cho là của Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng người cộng sản làm cách mạng không phải để mang đến hạnh phúc cho người dân mà làm cách mạng để người dân mang hạnh phúc đến cho người cộng sản. Vậy thì tâm và đức của Nguyễn Phú Trọng nói đến đây là chữ tâm và chữ đức nào? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để sự thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.